Alo 1234. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, ngay bây giờ Tấn sẽ quay một cái miếng đất. Đất này là đất cây lâu năm nha. Rộng tới 1.153 m², ngay góc ngã ba hai mặt tiền á. Chiều ngang cái mặt tiền chính là chiều ngang đất là tới 55 m. Còn cái cạnh này nè là ngang 20 m. Cái đường này là đường bên hông nè. Cô chú anh chị thấy đường bên hông thôi mà cái đường rất là rộng ha. Còn cái đường mặt tiền chính á, là nhà nước đang đi đường dây điện, trụ điện mới nè. Chắc là chuẩn bị làm đường, chuẩn bị lên nhựa luôn hay sao á. Đó, đi cái đường dây điện rất là bự ha. Thì cái đường bên đó lộ giới là tới 15 m. Chắc là lên nhựa hay sao mà đi đường dây điện bự nè. Còn đường này là đường bên hông thôi. Trên sổ hồng ghi đường đất, không có ghi lộ giới của đường này ha. Đó, đường bên hông mà bự, hai chiếc ô tô tránh nhau được luôn. Thì cái chiều ngang dọc theo cái hàng trụ điện mới đó thì cái chiều ngang đó là 55 m ha. Còn cái cạnh bên đây là 20 m nè. Tổng diện tích là 1.153 m², đất cây lâu năm nha cô chú anh chị. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch đó cũng là cây lâu năm luôn. Đấy, nhưng mà có thể là sắp tới nhà nước nếu mà nâng cấp đường này lên nhựa ha thì người ta sẽ xem xét để cho lên thổ cư á cô chú anh chị. Còn hiện tại thì mình xem là vẫn là cây lâu năm thôi ha. Địa chỉ ở đây là ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Từ chợ mới Hòa Hiệp vô tới đây là đúng 5 cây. Từ đây mình đi ra cái đường nhựa bự, mai mốt là cái đường tỉnh lộ 788B á. Từ đây ra đó là khoảng 1.2 km ha. Đây thì đất này hai mặt tiền là có hai hướng. Cái hướng này nè, hướng chỗ mình đậu xe nè, là hướng đông nam. Còn cái mặt tiền chính dọc theo cái đường trụ điện đó là hướng bắc ha. Thì bây giờ chủ đất bán miếng đất này với giá 390 triệu. 390 triệu ha. Cô chú anh chị muốn mua đất thì liên hệ gặp chị Ben nha. Đó, chị Ben chủ đất. Thì cái định vị Google Maps Tấn sẽ ghi đường link để trong phần mô tả ha. Phía bên đây là có trang trại gà rất là bự luôn, người ta đang xây. Chút Tấn quay cho cô chú anh chị coi. Đó, thì miếng đất này Tấn thấy là trồng vườn cây ăn trái rồi nè. Là đẹp nha cô chú anh chị. Đất vườn mà, đất cây lâu năm mà. Đó, đất gò cao ráo ha, trống trải bằng phẳng luôn. Rồi, để Tấn quay hình ảnh thực tế của miếng đất này cho cô chú anh chị coi nha. Đây cô chú anh chị coi miếng đất đang cần bán nè. Rất là trống trải luôn ha, nhìn giống như sân đá banh vậy đó. Này làm vườn cây ăn trái là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, đường trụ điện nhà nước mới cắm nè. Mới cắm thôi, chưa đi đường dây luôn ha. Đó, hy vọng là làm xong cái đường dây điện là làm luôn cái đường ha, nâng cấp đường lên nhựa đồ cho ngon lành luôn. Đây, cái đường này là đường bên hông nè, đường nãy giờ mình để xe nè, là đường bên hông thôi. Mà rộng rãi là hai chiếc ô tô tránh nhau được luôn, có biển báo giao thông nữa nè. Ở trong là có nhà người ta giữ vườn rồi nè. Đó, miếng đất đang cần bán là miếng này ha, có cấm trụ ranh giới, từ từ Tấn quay. Đây, ngay góc ngã ba này cô chú anh chị ơi. Địa chỉ ở đây là ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh nha. Đó, ngay góc ngã ba thì cái đường này nè, cái đường nằm ngang này nè, lộ giới là tới 15 m á. Bên đây là có nhà giữ vườn luôn nè. Đây, còn đường mặt tiền chính của miếng đất, đường này lộ giới tới 15 m ha, là từ giữa đường vô mỗi bên á là 7 m rưỡi. Đó, thì cái chiều ngang đất cái cạnh này là 55 m, còn cái cạnh này là 20 m nha. Cái vị trí này là chỉ cách đường nhựa có 200 m thôi cô chú anh chị ơi. Từ ngoài đường nhựa bự á chạy vô đây là 1.2 km, thì trong đó là có 1 km là đường nhựa rồi. Chỉ có 200 m là đường đất. Đây, giờ để Tấn zoom lên cho cô chú anh chị coi cái trại gà rất là lớn. Phía bên đây người ta đang xây nè. Đây, đường trụ điện nhà nước mới cắm ha. Sắp tới là thay mấy trụ cũ hết luôn. Trại gà này cô chú anh chị đang xây rất là rộng luôn. Đó, thì cái trại gà đó là quay mặt tiền ra đường nhựa đó. Từ trại gà đó đi tới đây là khoảng hơn 200 m chút xíu thôi. Là cái đoạn đường đất ha.
Còn từ Trại Gà ra đường bự ngoài kia là đường nhựa. Đó, cái khúc đằng đây là đường nhựa nè. Đó, từ cái khúc đằng đó đi tới miếng đất đang cần bán là đường đất. Thì hy vọng sắp tới là nhà nước sẽ nâng cấp lên nhựa luôn nha. Đã đi đường trụ điện mới rồi. Thường thường là người ta làm trụ điện xong là người ta sẽ làm đường luôn cô chú anh chị. Này, ngay góc ngã ba nha. Nay mùa mưa á, với lại hồi tối trời cũng mới vừa mưa cho nên là đường nó có nước rồi này kia cô chú anh chị. Nâng cấp mở rộng đường lên là ngon lành ha. Đây. Nền đất thì cao ráo bằng phẳng nha. Để đi qua đây coi có cắm trụ xi măng không. Ở trong kia Tấn thấy là có cây trụ phía trong á. Cái cạnh này là 20 mét nè. Đó, Tấn quay hiện trạng luôn cho cô chú anh chị coi ha. Tối qua trời mưa nè. Đường còn mấy vũng nước nè. Đây có trụ xi măng nè cô chú anh chị. Đây, trụ này là gắn biển báo giao thông ha. Đó, có cắm trụ rõ ràng. Từ đây chạy vô là 55 mét. Nó bằng cái cạnh mặt tiền ngoài luôn. Thì cái vị trí này á, là cách chợ mới Hòa Hiệp 5 cây số nha, cách thị trấn Tân Biên 15 cây. Đường đi vô đất á, là sẽ có hai hướng. Cô chú anh chị đi cái hướng quốc lộ 22B vô cũng được. Quốc lộ 22B đi vô hướng chợ mới Hòa Hiệp rồi chạy vô đây cũng được ha. Còn một cái hướng nữa là đi cái hướng từ An Cơ Phước Vinh á, đi vô cũng được. Chút nữa Tấn sẽ quay cái hướng từ An Cơ Phước Vinh vô nha. Còn cái hướng từ quốc lộ 22B vô á, thì cô chú anh chị xem trên bản đồ Google Maps á, nếu thấy tiện đường thì chúng ta đi ha. Đây, đường trụ điện nhà nước nè. Đường có mấy vũng nước ha. À, nay sắp hết mùa mưa rồi cô chú anh chị ơi. Còn khoảng 10 bữa nửa tháng nữa là hết mùa mưa ha. Miền Nam thì mùa mưa là từ tháng 4 cho đến tháng 11 dương lịch á. Nay tháng 11 rồi nè. Đó, vài bữa nữa là hết mùa mưa rồi. Đường sẽ cao ráo sạch sẽ ha. Đây mình đi ra khoảng chừng hơn 200 mét là tới khúc đường nhựa nha. Tức là ở ngoài trước cửa Trại Gà đó là đường nhựa. Còn từ cửa Trại Gà chạy vô đây là đường đất. Đó, hàng xóm. Ở trong có chiếc xe ô tô đang chạy ra nữa kìa. Đây, để Tấn đi dọc theo cạnh bên đây cho cô chú anh chị coi ha. 55 mét nha. Cái cạnh này á, là hướng Bắc có lệch đông chút xíu nha cô chú anh chị. Là hướng Bắc Đông Bắc á. Còn cái cạnh bên hông á, là hướng Đông Nam. Cái đường này lộ giới tới 15 mét lận nè. Xem trên bản đồ dự thảo quy hoạch á, thì đất này là đất cây lâu năm nha cô chú anh chị. Là chưa có lên được thổ cư ha. Thì có thể là mai mốt cái đường này người ta nâng cấp lên nhựa đó. Là bên địa chính á, bên nhà nước người ta sẽ xem xét để cho lên thổ cư. Còn hiện tại thì vẫn là cây lâu năm ha. Chiều ngang cạnh này 55 mét. Chắc là nó tới khoảng trụ điện đằng đây ha. Đối diện là cao su nha cô chú anh chị. Này 55 mét thì chắc nó qua trụ điện này luôn. Đó. Nói chung là có cắm trụ xi măng hết á. Kìa có chiếc xe ô tô trong, kiểu người ta đi thăm đất hay sao trong chạy ra kìa. Ở đây mình đi ra một cây 1,2 cây số á là ra cái đường nhựa bự, cái đường nhựa đó lộ giới tới 45 mét lận. Tương lai sẽ nâng cấp lên thành cái đường tỉnh lộ 788B. Thì ngoài đó mình quẹo phải hay quẹo trái gì cũng đều có cây xăng hết á. Quẹo trái khoảng cây số là cây xăng Tuấn Dương 5. Còn quẹo phải hướng ra Phước Vinh á là cũng có cây xăng mới xay luôn. Cây xăng BV á.
390 triệu nha cô chú anh chị. Nếu đi cái hướng từ ngã tư Ủy ban xã Phước Dinh vô đây á, là khoảng 8 cây. Từ thành phố Tây Ninh lên đây là 28 cây. Còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên đây là gần 120 cây nha. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi ha. Bây giờ Tấn quay sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Sổ hồng chính chủ, không có qua môi giới trung gian. Đây cận cảnh sơ đồ nè cô chú anh chị ơi. Đất này ngay góc ngã ba, hai mặt đường ha. Cái mặt tiền chính nè là hướng bắc có lệch đông chút xíu. Cái đường mặt tiền chính á là đường tổ 8 ấp Hòa Đông A. Thì cái đường này có lộ giới nha. Từ giữa đường vô mỗi bên á là tới 7,5 m. Tức là cái đường này rộng tới 15 m. Còn cái đường bên hông á thì trên sổ ghi là đường đất thôi, không có ghi lộ giới ha. Đó, miếng đất này đẹp nè, ngay góc ngã ba hai mặt đường. Chiều ngang á cô chú anh chị là 55 m. Là dọc theo cái đường trụ điện bự ha, là chiều ngang 55 m. Còn chiều ngang của cái đường bên hông á là 20 m. Đó, 55 x 20. Tổng diện tích là 1.153 m². Đất cây lâu năm nha. Địa chỉ là ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 55. Cái phần ghi chú nè, thửa đất có 240,6 m², thuộc lộ giới của cái đường mặt tiền. Thì miếng đất này có giá bán là 390 triệu nha cô chú anh chị. 390 triệu, liên hệ gặp trực tiếp chị Ben, chủ đất. Số điện thoại nè, số này là có Zalo luôn nha. 0989 587 652. 0989 587 652. 0989 587 652. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Vị trí này thì Tấn nhắc lại là kế bên cái trại gà đang xây rất là bự, chỉ cách cái đường nhựa là khoảng 200 m ha. Đi ra cái đường nhựa bự hơn là đường tỉnh lộ 788B á là 1,2 cây. Đi ra chợ mới Hòa Hiệp 5 cây. Đi thị trấn Tân Biên 15 cây. Từ đây đi ra ngã ba ngã tư Phước Dinh là 8 cây. Đi thành phố Tây Ninh là 28 cây. Còn từ An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên đây á là gần 120 cây ha. Đây là đường tỉnh lộ 788 nè cô chú anh chị. Thì bây giờ Tấn sẽ quay từ ngay khúc chợ Phước Dinh đi tới ngã tư Ủy ban xã Phước Dinh. Cái mình rẽ phải ha. Đây chợ Phước Dinh nha. Từ thành phố Tây Ninh lên tới đây là 20 cây nha cô chú anh chị. Có bách quá xanh đâu nè. Ở thành phố Tây Ninh lên tới đất là có hai hướng. Một hướng là chúng ta đi theo quốc lộ 22B lên xã Hòa Hiệp rồi đi vô đất. Còn một hướng là chúng ta đi đường tỉnh lộ 788 này, đi ngang An Cơ, đi ngang Phước Dinh nè, rồi quẹo vô đất ha. Tấn ghim cái đường link vị trí Google Maps á, để trong phần mô tả. Cô chú anh chị coi cái đường nào nó phù hợp nhất thì chúng ta đi nha. Từ thành phố Tây Ninh lên thì Tấn thấy đi cái đường 788 đi ngang Phước Dinh này là nó ok nhất nha cô chú anh chị. Đây phía trước là ngã tư đèn xanh đèn đỏ Ủy ban xã Phước Dinh nha. Còn Ủy ban xã Hòa Hiệp á cô chú anh chị, xã Hòa Hiệp của miếng đất á, là chúng ta đi thẳng lên cái hướng này nè là tới Ủy ban xã nha. Ủy ban xã Hòa Hiệp là cũng nằm trên tỉnh lộ 788 này luôn. Đó, chạy thẳng lên hết Phước Dinh là sẽ qua Hòa Hiệp. Còn bây giờ cái miếng đất á
là chúng ta sẽ quẹo phải ngay ngã tư Phước Vinh. Từ thành phố Tây Ninh lên tới đây là 120 cây ha. Còn từ An Sương thành phố Hồ Chí Minh á lên tới đây là 110 cây. Bên phải có cây xăng nè, rồi ủy ban xã nè cô chú anh chị, ủy ban xã, trạm y tế, trường học của xã Phước Vinh là ngay khúc này. Đó, nói chung là ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ trung tâm xã Phước Vinh thì chúng ta sẽ quẹo phải hướng về chợ mới Hòa Hiệp nha. Cái hướng này là hướng về chợ mới Hòa Hiệp, hướng ra đường Nguyễn Thị Lan. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa nha. Đường rộng rãi liền lạc, rất là dễ đi nha cô chú anh chị ơi. Đó, cái khúc ngoài đây thì nhà cửa dân cư rất là đông nè. Bây giờ chúng ta chạy thẳng cái hướng này ha. Khi nào tới cái đường quẹo vô đất á thì Tấn sẽ chỉ cho cô chú anh chị coi. Cái đường này á rất là bự luôn nha cô chú anh chị. Hồi mấy tháng trước Tấn có quay một cái miếng đất mặt tiền của đường này nè, bên hướng xã Hòa Hiệp luôn á. Thì cái đường này hình như lộ giới là tới 45 mét hay sao á. Đường bự lắm. Rồi mình chạy thẳng hướng này ha. Đây từ ngoài chạy vô khoảng 2 cây số là chúng ta đi ngang cái công ty này cô chú anh chị. Cái công ty này cũng rất là bự ha. Rồi chạy xích tới phía trước là có cây xăng ta mới xây. Rồi có cái văn phòng ấp. Ở ngoài ngã tư Phước Vinh thì mình chạy thẳng vô ha. Đây cây xăng mới xây nè cô chú anh chị. Cây xăng tên là Hồng Thịnh. À, thì cái khúc này vẫn là thuộc xã Phước Vinh nha. Bên đây là văn phòng ấp nè. Rồi tiếp tục chạy thẳng ha. Thì từ ở ngoài ngã tư Phước Vinh á, chúng ta chạy thẳng vô gần 7 cây số nha cô chú anh chị. Từ ngoài ngã tư Phước Vinh chạy thẳng vô gần 7 cây số nè. Tới cái khu nhà cửa dân cư nè. Chỗ này có đại lý Nhất Linh. Đó thì chúng ta quẹo trái ngay chỗ này ha. Trước khi quẹo trái thì chỗ này là có cái dòng kênh thủy lợi nè cô chú anh chị. Đó, kế bên dòng kênh ha. Bên tay phải là có tạp hóa Bích Phượng. Thì mình quẹo trái đối diện tạp hóa Bích Phượng. Còn đi thẳng lên 4 cây số là ra đường Nguyễn Thị Lan, ngay cây xăng Hữu Nghị, ngay chợ mới Hòa Hiệp nha. Đó, đi lên chợ mới là 4 cây. Rồi đi hướng này là lên thị trấn Tân Biên luôn. Đây lên thị trấn Tân Biên là 15 cây. Ở phía trước là có cây xăng Tuấn Dương 5 là cũng mới xây rồi chứ anh chị ơi. Mình chạy lên khoảng cây số là có cây xăng Tuấn Dương 5 ha. Còn bây giờ mình quẹo vô khu đất đang cần bán nè. Đó, cái hướng từ ngã tư Phước Vinh tới là quẹo trái. Còn nếu đi từ chợ mới Hòa Hiệp tới đây là mình quẹo phải vô ha. Nhà nước là chuẩn bị đi cái đường dây điện mới nè cô chú anh chị ơi, cắm trụ rồi. Đó, chuẩn bị lắp đường dây điện ha.
từ ngoài chạy vô 200m thì chúng ta đi ngang qua cây cầu. Cầu này là cái kênh thủy lợi nha cô chú anh chị. Đây có quán cà phê nè. Cái đường nhựa bự lúc nãy á, tương lai nhà nước sẽ nâng cấp lên thành cái đường tỉnh lộ 788B nha. Đây, dòng kênh thủy lợi bự là chúng ta đi ngang qua cây cầu này ha. Bên đây là có thêm cái quán nước nữa. À, thì từ ở ngoài đường nhựa đó cô chú anh chị chạy vô tới đất là hơn cây số chút xíu thôi, khoảng 1,2 cây số ha. Vị trí Google Maps thì Tấn Ghim đường link để trong phần mô tả nha. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa ha. Ở trong đây là người ta đang xây một cái trang trại nha cô chú anh chị. Trang trại nuôi gà. Đó, đang xây cái trang trại rất là bự ha. Ở đây là ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. À, nay mưa cái đường có mấy cái vũng nước nè. Thì nay là sắp hết mùa mưa rồi cô chú anh chị ơi. Còn khoảng chừng 10 bữa nữa hết mùa mưa rồi, đường xá sẽ cao ráo sạch đẹp ha. Cái tường của trại gà nè. Wow, cái trại gà này rất là bự luôn, người ta đang xây nè. Cái tường, đang xây cái tường dài tới bên đây luôn nè. Hồi tối trời mưa cô chú anh chị. Đường nó như thế này ha, Tấn quay hiện trạng thực tế luôn cho cô chú anh chị coi nè. Nó khoảng 10 bữa nữa là hết mùa mưa thì sẽ cao ráo sạch đẹp nha cô chú anh chị ơi. Đây, cái tường là người ta xây tới qua bên đây luôn ha. Đây, cái khu trại gà nè. Rất là rộng lớn luôn. Đó, đường dây điện nhà nước nè. Cắm trụ mới rồi ha. Cái đường này chắc sắp tới sẽ nâng cấp lên nhựa toàn bộ đường này luôn hay sao cô chú anh chị. Đã đi sẵn đường dây điện rồi nè. Đó, thường là đường điện người ta sẽ làm một lượt với nâng cấp đường ha. Đó, đi đường dây điện lớn thì hy vọng là sẽ làm luôn cái đường nhựa lớn luôn nha, làm cho ngon lành nha. Cũng như cô chú anh chị giờ mua miếng đất này, nếu mà đường lên nhựa nữa là ngon ha. Đường lên nhựa là giá trị nó tăng cao lên á. Cô chú anh chị muốn mua đất thì liên hệ trực tiếp gặp chủ đất nha, không có qua môi giới trung gian nha. Liên hệ gặp chị Ben nha. Rồi 100m nữa tới đất. Ô tô là vẫn vô được bình thường nha cô chú anh chị. Này, cái miếng đất là ngay ngã ba bên phía tay trái nè. Cái đường này có xe bán tải chạy ngon lành ha. Đây, miếng đất này nha cô chú anh chị ơi. 390 triệu nha, nguyên miếng luôn. Tấn sẽ kết thúc video clip tại đây ha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.